Hello anh em nha. Tối nay anh em mình làm vài món quay rim nha anh em. Tối nay anh em mình làm vài món quay rim, hàng anh em đi hết nha anh em. Quay clip này xong cứ bắt đầu cỡ khuya khuya tối tối xíu cái quay thêm một clip đồ máy nó cho lên 6 sáng, clip này quay xong đăng liền nha anh em. Tối nay làm vài món quay rim theo xe và tồn kho cho. Mới về được gặp một rim Thái tồn. Okay, anh em vào chi tiết luôn nha anh em. Mình còn được một cặp niền hõm rã xe, nó dính vô một cặp niền Thái mới xài lướt còn mới tầm khoảng 95%, sơn chống xét sẵn luôn nè, niền thắng đĩa nha anh em. Cặp này bán anh em 600.000, anh em mua cặp này tiết kiệm cũng 200-300, mới khoảng 95%, niền thắng đĩa. Niền này niền thắng đĩa ha, niền Siam Goshi hàng Thái mới quay 110. Cặp này bán anh em 600. Siam Goshi 17x2.4 ETW, niền trước. Niền sau. Niền Thái mới xài lướt mới tinh. Nói chung là niền này bán đi cũng có nhiêu chứ còn mới tinh. 600.000. Niền sau cũng Siam luôn nè, ET thằng FT, thằng ET thằng FT, thằng này FT, Siam Goshi 17x1.4.4 FTW, liền quay Thái 110, hàng Thái mới, new Thái mới, chính hãng Đa Thái Lan, xài lướt, bán anh em cặp liền này 600, xả trăm được cặp. Rồi anh em nào không có điều kiện chơi niền tồn á, anh em nào mà không có điều kiện mà để chơi niền tồn á thì mình cũng nói với anh em ở nhiều clip á, niền tồn thì giá nó căng, anh em không có điều kiện chơi niền tồn thì anh em chơi niền này, niền Thái mới nó cũng đẹp mà có cái nó không chuẩn thôi, không chuẩn thì bắt buộc phải chịu, vài trăm với vài triệu nó khác nhau. Niền tồn thì 99 nè, 2000 nè, 201 nè, thắng đùm thắng đĩa mình có đủ, 202 có luôn, anh em cần hú đây là niền tồn ha. 99, 2000, 201, thắng đùm, thắng đĩa, 202 gì cũng có đó. 99 thì báo giá luôn, 99 niền thắng đùm trùng mã thì 11 triệu. Còn niền thắng đĩa 99 á, mà không trùng mã, còn không trùng mã không à, 99 thắng đĩa trùng mã hết rồi, 99 thắng đĩa trùng 3 mã thì hết rồi, 10.500.000, 99 thắng đĩa không trùng mã. Còn mà 2000 trùng 3 mã thắng đĩa thì 8 triệu, 2000 thắng đùm trùng mã đó, thì 7 triệu đó. Còn 201 trùng 3 mã thắng đĩa 5 triệu, 201 thắng đùm trùng mã đó, thì bán cho anh em giá là 4,5 triệu. Nhiều lắm, anh em cần cứ hú. Câm này câm tồn nè, anh em có thể ghép vô xài câm tồn đi cho nó đẹp chút, chiếc xe chút dọn mới mà cho nó nổi bật chút, câm này đẹp lắm, miễn chê. Bộ câm này bán 2,5 triệu, câm thắng đĩa tồn quay 110 trước sau. Hàng này là không có chuyện mà ra tay một cây nha, tồn linh kiện ngày xưa nha anh em, 2,5 triệu một bộ, bao đẹp. Anh em đi cặp niền này vô bộ câm này kiếm cái đùm sơn lại nữa là tạo điểm nhấn bằng đầu câm là được rồi, đầu câm là bao tê 7 màu, 2,5 triệu. Mình giới thiệu xương xương đồ mình quay quay hàng quay chứ đi. Chiều mới rửa được củ đề quay 110. Rồi củ đề này nó cái phần trên này nó đẹp như tồn luôn anh em. Cái phần trên nè. Nó lên kim tuyến luôn. Nó trắng bóc không một miếng thâm luôn. Củ đề này bán giá 1,5 triệu. Củ đề này mình vệ sinh bên ngoài sạch rồi. Anh em nào mua thì mình củ đề này bán anh em giá 1,2 triệu đi. Củ đề này đẹp lắm. Đời 99 nữa. 2000 xin lỗi anh em nha, đời 2000 có nhôm trắng bóc luôn. 09IN đời 2000. Nhôm nó anh em nhìn nó lên lội lội lên kim tuyến nhìn đẹp. Em mới rửa chiều như mới luôn. Quá trời đẹp. Anh em nhìn đây là tưởng của đời mới không á. Đây nè. Trời, mấy con ốc này mình có mình thế vô một cái là của đời nhìn như của đời mới luôn á. Đó, mấy con ốc này nè, ốc tồn này mình có, ốc của đời á. Nhìn như mới luôn. Củ này bán anh em giá 1,2 triệu ha.
nói chung là cực kỳ êm, bao anh em lên xe bao xài mình không bị thâm, tem đẹp, tem nó vàng cháy luôn, tem kép là 850 Mitsuba Thái Lan, mình là cực kỳ đẹp, không bị thâm, tem đẹp. Cũ này anh em nào mua thì mình gỡ ra bên trong mình vệ sinh sạch sẽ, mình thay thang, mình vô mở cho anh em luôn, 1,2 triệu. Bát vàng ươm ha, dây dắt chỉnh tề, cao su không tét ha, 1,2 triệu. Cao su đẹp không tét nha, dây dắt riêng toàn tập nha, nói chung bao xài, 1,2 triệu, quá đẹp, bao lên xe êm lắm, dữ lắm, êm anh em. Hiện tại đang rất là êm, nhưng mà mình muốn kỹ nữa mình tháo ra mình vệ sinh sạch cho anh em luôn, rồi mình thay vô thang, mình thay mở lại, đang êm dữ lắm em. Cái đầu trên mà anh em nhìn nó như mới luôn, nước nhôm nó đẹp á, em nhìn nó như củ đề mới luôn á, nhôm nè đẹp kinh khủng luôn, củ đề đẹp thiệt chứ, 1,2 triệu. Rồi tiếp theo nữa là có một cái đùm quay 110 Thái toàn kho, đùm này xài cho đời 2000, mã cao quy, đùm này bán giá 1,2 triệu cái, đùm quay 110 Thái toàn kho đời 2000, chưa xài, đúng đời 2000. Không không TCT THM Madia Madin Thái Lan Madia 111. Cái đùm này tăng bua hoàn toàn chưa có xài nha, này tăng bua như mới, bản chất nó là đùm chưa xài, chưa đóng bật đạn ống chỉ vô luôn nha, đùm này đùm chưa xài, không phải đùm tháo bánh nha, cho nên nó không có một tì vết nào hết trơn á. Mình bán 1,2 triệu cái, quá đẹp nè, đùm riêng theo xe và đùm toàn nó có gân gân như nè, thấy không, nó có gân gân như đó đó, đùm mới làm gì có, đùm mới làm gì có gân gân đó, đùm mới nước sơn nó cũng không bằng này, tuyệt đối luôn anh em, nói chung là đẹp tuyệt đối, không một vết lông mèo nha, nói chung mình quay cái nào là mình bán cái nấy cho anh em. Rồi em bán anh em giá là 1,2 triệu nha. Tiếp theo nữa là em có nay em lên với anh em tí phụ tùng Rim Thái chơi, thì đầu tiên em chào bán với anh em là một cái rổ, rổ này anh em bắt được cho Rim Thái, bắt được cho mấy dòng lắm, Rim Lùng Thái, Rim Thái và Rim Béo luôn, Rim Béo là Rim Cá Mập chính, Rim là Rim Béo 99 đó, Rim Lùng 99 đó nè, Rim Lùng 99 2001, Rim Cao, Rim Lùng bắt được hết luôn ha. Rổ này là rổ của Rim đời đó, Rim đời thấp á, rất là đẹp. Nói chung cái này mà anh em thích hợp, anh em những dọn những con xe màu đỏ, màu xanh, rim xanh đỏ là tuyệt vời nha. Rổ này em bán giá 550 một cái nha. Chung là bao anh em rất là chuẩn, nói chung là nó đẹp hơn, nó đẹp hơn rổ. Hiện tại bây giờ khi anh em dọn Rim Thái á, mà anh em muốn mua hàng zin á, muốn mua đúng rổ zin á, thì chỉ có hàng mới nha, thì chỉ có Rim Lùng thôi, thì nó còn sản xuất, còn Rim Cao thì thua rồi, đâu còn sản xuất đâu mà mua. Chung là bao anh em rất là chắc chắn nha anh em, bao đẹp, anh em lên xe rất là ngầu. 550 một cái, mình có một cái mà bữa mình mua ba cái, mình biếu cho bố vợ của mình với lại bác của mình hết hai cái, 550 một cái, đẹp. Rồi tiếp theo nay mình về được một cặp phục sao của thằng Rim Thái, hàng toàn linh kiện hồi xưa. Cặp phục này mình bán giá là 3,5 triệu. Nói chung hồi trước mình về được, mình mua hồi đó mình mua được một lô 3-4 cặp gì đó, là tới bây giờ luôn không còn, mình mới chia người ta được một cặp một à. Thì nói chung hàng mình có mình bán thôi, mấy cái hàng này cũng hiếm, mình thấy nó hiếm hàng quá mình chia, cũng có nhiều anh em hỏi mình đó mà nó đâu có đâu mà bán, đến lúc có thì anh em hết cần gì. Cặp này bán 3,5 triệu, em có một cặp một à, mới mua được cặp một anh em ơi, anh em có xài hú em em. Rim Thái toàn linh kiện chưa xài, hàng chưa xài nha, Acro 7 màu toàn linh kiện chưa xài,
21, 15 hoàn toàn chưa qua sử dụng nha anh em. Hai người, một người mực này. Chưa xài, để kho lâu quá ạt gô dưới nó có tan tan xíu nha anh em, thông cảm nha. Chân keo thì không còn gì để tả. Cái này em quay ban đêm thì anh em, khi em quay ban đêm trong nhà thì em bật led lên anh em nhìn thấy cái chân này, anh em thấy không dữ đâu. Nhưng mà anh em nhìn ở ngoài á, anh em nhìn ban ngày ngoài ở ban ngày là anh em thấy cặp chân này là anh em đi cũng nổi luôn. Cặp phục này em bán giá 3,5 triệu nha anh em. Dream Thái toàn linh kiện. Đuối thiệt luôn anh em. Dạo này nhóc nhà con nhỏ mình nó hơi ọe về khuya 3-4 giờ sáng, biết nó trùng mã không, tôi coi trùng luôn á gì 21 trùng mã luôn, loại 15-21 trùng mã luôn, trùng mã một cặp hai bên luôn, ti 7 màu luôn, nó xuống đó, theo thời gian đó. Trời ơi trùng mã luôn, nó tới một chuyện luôn anh em ơi, trùng mã hai bên luôn, để em coi kỹ lấy cái nữa coi 15-21 á. Trời ơi, đụng mấy trùng mã luôn rồi. 15-21 tới một chuyện luôn trời. Qua tới 3,5 triệu anh em. Có một cặp một duy nhất anh em, muốn em kiếm cặp thứ hai em cũng không có nữa, em nói thẳng với anh em, nói thiệt với anh em luôn á. Rồi em bán 3,5 triệu. Chung kiếm cà phê, cà pháo, cơm cháo, nói thẳng ra bán là phải có lãi anh em, đâu ai làm giùm ai. Rồi. Nay lên với anh em một cái cái cốt trước Rim Thái hàng tồn kho và con tán bánh đó, Rim Thái quay Thái dùng chung hàng tồn kho thì như vậy là em bán cho anh em giá là 800. Nói chung giá này em bán là bán quầy vốn không có lãi luôn. Cốt trước của Rim Thái tồn rồi nha anh em, màu bao đỉnh cho anh em nha. Anh em dọn Rim Thái tồn căng thì liên hệ em. Và anh em nào dân chơi xe, anh em nhìn cái số 10 để biết số 10 zin hay số 10 làm nha. Và em bao anh em là không phải hàng gam xi mạ nha anh em. Hồi đó là em mua cái chục cây em bán lai rai, giờ còn có 2 cây. Số 10 Rim anh em thấy không, chứ không phải hàng gam xi mạ lại sầm sàm nha anh em. Đây em bán đồ nói bậy, không có nói bậy được nha. Mấy cái đồ này giá trị cao nha. Cốt với tán luôn 1 triệu quá. Anh em lấy cốt không 800, ý cốt với tán luôn 800 ngàn. Lấy cốt này không thì em bán giá 700 nha. Đó, nói trước luôn. Phê lắm, nói chung anh em dọn xe căng. Anh em hoặc anh em mua sưu tầm chơi 800. Ok anh em còn một cái nắp nhựa tồn. Đó, nắp nhựa của thằng Phu Chầu 1. Vàng này nó xài cho rim béo 99, súp be lóc trắng chữ công, súp be lóc phòng đó. Anh em ngoài Bắc hay gọi là súp be lóc phòng đó. Tồn full túi. Cái nắp này em bán 700, cái hàng này giờ không còn đâu nha anh em. Gỗ lên 7 màu rồi nè. Đây. Hàng phun túi chưa xé nha anh em. Hàng phun túi chưa xé nha anh em. Đây ngày xưa người ta ghi cái gì nè. Hai lẻ một thằng này nó lồng dùng xài đúng cho super 201 luôn sao? Đắt đó, đắt mấy? 202 anh em ơi. 202 thằng này xài cho súp be lóc phòng, súp be lóc 201 đó, súp be 201 đó, súp be lồng nhôm 201 đó, còn đời máy Thái đầu ET đó, rim lùng 99 Phu Chầu 1 này 700.000 cái anh em xài hú em nha. Em còn bộ ba búa ba càng tồn của rim Thái và quay Thái 100 đời cao xài chung. Hàng này nó đời 99-2000 nha anh em. Đời 99-2000 thì cái dòng búa của Rim Thái á, cái dòng ba búa của Rim Thái này à. Đây nè, bên Thái Lan người ta có ghi nè. Tồn full túi cánh chim nha anh em. Bên Thái Lan người ta có ghi nè, rim là quay 100 nè anh em thấy không? Ủ xì. Thì cái dòng Rim Thái á thì nó có một dòng, nói chung là búa này nó chia ra làm hai dòng. Một dòng đời mà hàng giống như theo xe mà đời thấp á thì nó không có chữ G5. Ý đời thấp hay đời cao ta nhớ nó hơi nó 7 anh em bắt lỗi chết á. Nói chung thì em không có rành dòng này gì mấy, nhưng mà có một đời có chữ G5 và một đời không có chữ, nhưng mà quay Thái 100 là có chữ G5 nha anh em.
Thì nói chung là quay Thái 100 và rim Thái thì anh em dùng cho nhau bình thường ha. Rồi ok anh em, thì ở đây em có ba búa này thì hàng full túi, nó đẹp căng nhưng không một tì vết. Thì ba búa này em bán giá là 1.700.000, 1.600.000. Ba búa này em bán anh em giá 1.600.000 ha. Anh em có xài hú em phát nha. Ba búa này em bán giá 1.600.000 còn nha anh em, chứ không phải hàng mới nha. Hàng mới nè, búa rim Thái làm gì còn sản xuất đâu mà mua. Anh em. Rồi ok anh em ha. Ba búa này em bán anh em giá là 1.600.000. Rồi, em còn một bộ câm của rim Thái tồn kho. Nói chung câm rim Thái á, câm trước này nè, cái chân nó nhuyễn nhừ nhỏ xíu xíu rồi nha anh em. Đúng câm rim Thái tồn luôn nha. Đó. Câm rim Thái tồn kho, câm trước này nè, cái ren của nó, ren là răng, răng nó nhuyễn nhừ ha, nhỏ xíu xíu à. Và bộ câm này nè, nếu như anh em xài đúng niềng theo xe hoặc là niềng tồn là em bao anh em bắt là cực kỳ đẹp và ít, rất ít dư chân câm nha. Cực kỳ đẹp và rất ít dư chân câm nha. Bộ này em bán giá là 2.000.000 nha anh em. Câm sau cái chân của nó bự lắm nha anh em. Câm sau chân, câm sau rim Thái nó bự hơn chân câm sau quay nha. Anh em lưu ý nha. Đó. Nó bự hơn chân câm quay nha. Để em lấy một cây cho anh em coi nè. Nè anh em coi cái chân câm quay 110 nè. Nè chân câm quay 110 nè. Còn cái chân câm rim Thái nè, câm sau nè, nó một trời một vực nha anh em. Cái bự cái nhỏ trời vực nha, thấy không. Nè chân câm sau rim Thái to nha. Anh em cứ đem so theo xe so sánh. Thì bộ này em bán anh em giá 2.000.000. Nói chung là anh em dọn căng thì cái này không thể thiếu đâu ha. Đẹp lắm nha. Đó, 2.000.000. Rồi ok anh em. Em còn một cái đùm trước của đời rim Thái tồn đời thấp. Đùm trước rim Thái tồn đời thấp, chưa xài nha, chưa có dấu đóng bạc đạn ống chỉ nha. Đùm này là đùm chưa xài, tăng bua nó dày như mới anh em thấy không. Đây HM. Cái đùm này em thấy nó là tồn đời 93. Đùm này tồn đời 93 ha anh em ha. Đùm rim Thái tồn đá 93. Đó, anh em xài đời thấp thì đó là liên hệ mình. Đó. Đùm này em bán giá là em bán bây giờ em bán cho anh em giá tốt luôn nè. Cái đùm này em bán cho anh em giá là bán giao lưu với anh em chơi cái nha, 2.000.000 nha. Đây là bạc rim Thái nè. Anh em nào chơi rim Thái nhìn là biết ra ngay, nói chung nó cũng có lỗi nha anh em, nó cũng có trầy trầy nè nha. Cái nào em nói trước nha. Còn anh em mua đúng hàng căng thì một cái nó từ giá là 2.500.000, 2.600.000 đùm trước á. Đùm trước rim Thái tồn. Bạc zin, sơn zin. Không có qua tầm lao tào lao gì nghe, đồ tồn nha anh em. Để em để cái đống ngoạn nhện luôn. Rồi em giao anh em giá là 2.000.000, anh em xài alo em. Món cuối cùng trong video này đó là một cái vỏ sau của rim Thái, hàng tháo bánh, tháo xe, hàng tháo xe thùng á. Tháo xe thùng á, có nghĩa là xe xưa về tháo chưa xài luôn. Đời 96 nha anh em. Cái vỏ sau này anh em nào lấy em chia lại cho anh em giá 4.000.000. Anh em nào có xe 96 mà còn vỏ trước rớt vỏ sau thì hú em 4.000.000. Ai như tồn. Mà anh em lưu ý nha, hàng này không phải hàng tồn nha, hàng này là hàng tháo xe thùng. Đó. Đó. Gai này như gai mới chưa xài vậy đó, nhưng mà có một cái là mấy cái anh em nhìn thấy mấy gai gió là không còn, tại hàng này hàng tháo xe chứ không phải là hàng tồn. Để mình cho anh em coi. Đát nó đát 96 nha, vỏ sau đời 96. Thứ 10 năm 96 thì cái này nó chia lại cho 4 thì nó rài lọt vô khoảng tháng giữa tháng 2 năm 96 á. Nói chung nó vào khoảng chắc khoảng 10, từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 2 năm 96 đó. Inu chữ nhỏ chiếu này nha anh em, đúng theo xe luôn nha đó. Cái vỏ này em bán em giá 4.000.000, rim vỏ sau rim Thái đời 96. Anh em có xe 96 hú em phát nha. Rớt chỗ trước còn chỗ sau đó nè, thấy không? Cực kỳ nha anh em.
Anh em xài hú em. Rồi cặp này, cái vỏ sau này bán anh em giá 4 triệu. Em còn cục một cục mô bin của Rim Thái chưa vệ sinh nha, bát nó còn vàng khè nè mà nó dơ quá, em chưa vệ sinh. Cục này bán giá 500 ngàn. AB FL 504 CD Thái Lan, dây là mềm mèo nha anh em. Cái tẩu uri nó mới vừa mới vậy, cái tẩu uri dinh theo xe luôn mới ghê ấy chứ. Yuchiwa L05FT, ở dưới này cái đóng mắt in Thái Lan nè, mắt in sao băng, đúng tẩu Rim Thái mắt in sao băng chứ, đúng rồi, in sao băng. Nhưng mà quan trọng là cái đầu này nó còn mềm mèo, thấy không? Đó, kiếm đầu ra cái tẩu vậy anh em. Phế gài bên trong là trắng phiếu nè. Đó, mua pin luôn, tẩu Rim luôn nha, đúng Rim Thái nha, em bán 500. Rồi video em kết thúc tại đây nha, cảm ơn anh em theo dõi kênh nha. Tối nay em lên với anh em, tối nay em quay clip đồ máy, sáng lên với anh em nha. Cảm ơn anh em theo dõi.